Pizzasai kính chào quý vị và các bạn. Vậy là cũng gần về tối rồi. Anh em các tỉnh mang đến cũng được cũng khá nhiều rồi. Mới ngày đầu thôi mà rất là tuyệt vời quý vị ạ. Thì bây giờ Pizzasai là sẽ chia sẻ với quý vị một ít cây mini đã tạm mang đến đây rồi. Đây để Pizzasai quay ra đồng ngoài này một tí chia sẻ với quý vị kỹ hơn này. Đây là cây bonsai này. Đây là sinh thái đầm bạc xì tình quê của anh em Hà Nội. Đó. Đây là cây ruối của bonsai chính hiệu. Đây, số điện thoại cho quý vị nắm luôn nha. Một cây ruối dáng bonsai của nước ngoài. Rất đẹp. Đây là cây lục vừng. Cây lục vừng đi ạ. Đi ra sai cũng phải nhanh hơn một chút, không có là không đủ. Của anh Mai Thổ Tang. Còn đây là cây sung đi ạ. Cũng của anh Mai Thổ Tang. Đây là mai chiếu thủy của Tiến Hảo. Mai chiếu thủy này. Tiến Hảo. Cây xanh của Triệu Bùi, cây xanh cổ của anh Triệu Bùi già lắm quý vị ạ, đỏ au luôn, mưa mãi từ sáng đến giờ mà vẫn đỏ như này, vàng óng luôn. Còn đây là một cây si nữa của anh Triệu Bùi các bạn nhá. Đây bạn này mưa nước vào phát nhìn rõ độ già luôn. Còn cây này là cây xanh của ai đây? Là của Đặng Vĩnh. Đặng Vĩnh này. Đấy. Chắc là video sang và chia sẻ một lượt quý vị cùng ngắm thôi. Mời các bạn vào ngày gần nhất đây là ngày 30 tháng 4 sẽ khai mạc tại trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình. Đây là một cây gọi là cây này khoảng hai người khênh hơi nặng một chút thôi, nhưng mà vẫn ok khênh được. Khi hôm sau thấy một cây quá là xuất sắc luôn của nhà vườn ăn mục viên, cây trực hoành. Đây quý vị nhìn này, một cái thân hoành chạy miễn chê luôn, nó méo mó quý vị, nó u tật luôn, nó chạy này. Khi hôm sau ít khi gặp những con như thế này, thì quay rất nhiều rồi nhưng mà thật sự ít khi gặp quý vị ạ. Một tác phẩm kinh điển về già và nu đây. Bộ răm thì chấm hết luôn. Rất dày, già tới chi răm. Đấy. Tiếp tục. Chỗ này anh em đang đợi. Quay quý vị một chút nữa. Đấy, những cây bonsai răm như răm ruối. Wow, cây mai chiếu thủy đẹp chưa quý vị này. Đúng dáng bonsai Nhật quý vị ạ. Nếu nỗi độ già thì yên tâm luôn. Đây, nu hết rồi. Đằng hoa rất đẹp. Cái này của ai mà? Này của Cường Trang, wow. Thế nào, thật sự không bao giờ nghĩ. Một những cây thật sự là quá đẹp luôn. Các bạn nói anh Cường Trang một những người em trẻ tuổi, nhưng mà mua những cây thật sự là quá là VIP luôn. Một cây hoa mà em mua một cây đẹp như thế này, đúng mùa hoa đẹp luôn. Em mang đến dự với anh em Ninh Bình và cho chúng ta cùng thưởng thức chiêm ngưỡng cái đẹp của một cây bonsai như này. Tiếp tục một cây si nữa, một cây si của em Cường Trang. Đó. Wow, sướng chưa? Già chun quý vị ạ. Còn bên cạnh nữa các bạn đừng giật mình nhá. Một cây tường vi thật với các bạn, quý vị là quá là đẹp luôn. Nhìn cảm giác như con trai tưởng là làm bằng xi măng, tức là mình tấp vẽ lấy quý vị ạ. Nhìn thân thủ với này này, thân pháp này, cun rụt, thật sự gốc bồ còn chỉ. Vì sao sai nhìn thấy một con tường vi này ít gặp, từng những cái cành văng xuống này, đấy cổ ngọn này, bạn thấy chưa? Một con tường vi quá đẹp luôn. Con này của anh chị Thành Vàng Nam Định. Số điện thoại đây. Đấy.
0848792879. Nếu đọc đúng là 0848792879. Một số điện thoại cũng rất là dễ nhớ cho anh em mình. Đấy quý vị nhá, một con tường vi quá đẹp luôn. Này ra hoa thì khỏi mới nói luôn. Và sau đây video sai sẽ đi một hang của anh em Ninh Hiệp đã mang sang đây rồi. Đấy, của em Ninh Hiệp mang đây rồi. Nhưng mà ở đầu đây có một số cây của em Thắng gọi Thắng Nhôm Chợ Chùa quý vị ạ. Đây, tác phẩm của Thắng Nhôm Chợ Chùa đây. Một trong những tác phẩm rất là đẹp từ cái chậu, từ cái đôn. Thật sự là như vậy. Chào Thắng Nhôm, số điện thoại bao nhiêu nào? 0912306625 quý vị nhá. Một cây xanh mà em mới chuyển đường thân như thế này. Quá VIP luôn. Chào em Hùng Ninh Bình, đây gọi là Hùng con quý vị ạ. Xin chào. Mũ trời hơi mưa. Trời hơi mưa quá. Trời hơi mưa. Vì đam mê phải mưa mới phải đi. Đấy, một những cây xanh quá đẹp. Hùng đánh giá lần này anh em các tỉnh khác mang về cây thế nào em? Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đúng không em? Anh em lần này nó càng ngày càng chơi sâu à. Tuyệt vời nhỉ. Những cây bung tay. Đỉnh điểm luôn. Cảm ơn tất cả anh em nhà vườn các nơi đã quý anh em Ninh Bình mang về những tác phẩm siêu kinh điển từ to đến bé, từ bưng tay đến cổng. Thật sự lần này video sai cảm nhận được cái tình cảm của anh em các tỉnh khác về với anh em Ninh Bình thật là tuyệt vời. Đây, bắt đầu khu vực này là khu vực của anh em Ninh Hiệp các bạn nhá. Trong một cái ô riêng luôn. Đấy, câu lạc bộ Loan Sai lang nành của Ninh Hiệp các bạn thấy chưa? Anh em trẻ thôi mà chơi một cái phong cách tuyệt vời luôn. Đây một phong cách mà thật sự video sai sẽ áp dụng sau này nếu video sai ở trong câu lạc bộ đó. Đấy. Câu lạc bộ Loan Sai lang nành. Bạn nhìn thấy chưa ạ? Quá là đẹp. Đấy, cái si nữa. Toàn cây đẹp. Xem là của anh em nào đây. Cây xịt cổ. Tất cả lấy xuống thoại lằng nhằng hết quý vị ạ. Đẹp từ đôn đẹp lên quý vị nhá. Đôn sắt mặt thì bằng gỗ. Sạch sẽ. Chấn thành vào rồi sạch sẽ quý vị ạ. Đúng là như vậy thật. Đây cái ruối nữa quý vị này. À xin lỗi, ở đây cây sung quý vị ạ. Xin lỗi, đây là cây sung. Đẹp quá. Thật sự mê hồn luôn. Giờ ai có một số này mình chơi nhỉ? Không phải nói câu gì luôn. Cần gì nhiều đâu quý vị các bạn. Chúng ta mỗi một vườn cần 1 đến 2 cây để chơi chăm bón cho nó tốt hơn, đẹp hơn. Và nó đỡ chiếm diện tích của mình. Đây cây này thì hơi to hơn một chút thôi. Hơi một chút thôi. Một những cây xanh bám đá quyện vào nhau. Đấy, Phượng Vũ quý vị ạ. Tác phẩm Phượng Vũ. Tiếp tục vẫn của anh em Ninh Hiệp. Câu lạc bộ bonsai lằng nành đây. Đến từ Ninh Hiệp về với anh em Ninh Bình. Cảm ơn anh em câu lạc bộ lằng nành rất là nhiều. Bonsai thật sự là rất vui. Không còn gì tả hơn nữa. Những con trực tuyệt vời, ủng lượng. Cây này nãy anh em đánh giá rất là nhiều. Rất thích cái tác phẩm này quý vị ạ. Con si bưng tay nữa này. À video sai thật sự là hơi bận một chút. Vì là trong lĩnh vực nhật cây, nhận cây của anh em các tỉnh khác đến. Nên là bây giờ nó vừa mưa, video sai mới được dừng lại một tí để quay cho các bạn ngắm. Đấy, huyền nhai quý vị ạ. Con này phải quay mặt kia mới đẹp. Đây, mặt đây quý vị này. Ồ, lúc nãy video sai đang đi hết một lượt mặt kia trước. Xong tí video sai quay lại nhá. Đấy. Đây là của anh bạn Thắng Nhôm. Bạn Thắng Nhôm Chợ Chùa quý vị ạ. Đây, tác phẩm này là của bạn Thắng Nhôm. Mang sang đây là 10 cây tất cả. Bạn thấy tuyệt vời không ạ? Bạn mang cả một sân gọi những cây xong rồi. Sang cho video sai và dự với của anh em Ninh Bình để chiêm ngưỡng và thưởng thức. Đó. Thật sự video hôm sai cảm thấy này, rất lâu video hôm sai mới có một cái cơ hội để được quay những tác phẩm mini bưng tay những cây VIP vào nhiều đến như này cho quý vị. Rất ít khi video hôm sai được, đúng không ạ? Thật sự là như thế. Mời quý vị 30 tháng 4
về dự anh em Ninh Bình khai mạc tại trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình để có một sân chơi đông vui hơn. Ngày đó Vietnam Side xem rồi, là một ngày rất đẹp, thời tiết đẹp, không mưa không nắng quý vị ạ. Thế là cực đẹp cho anh em mình chơi cây. Rồi, còn một ít cây mini nữa, tạm thời chia sẻ những cây mini đang có mặt tại Ninh Bình ngày 26, ngày đầu tiên nhận cây của anh em Ninh Bình các bạn nhá. Đây là ngày đầu tiên luôn. Đây của bạn Thuận Bonsai, cây si. Đấy, Thuận lắm, cây đẹp quá. Thuận đây. Đây của Tuyên Bùi Hà Nam các bạn ạ. Ôi giời, nói Tuyên Bùi thì khỏi phải nói nữa rồi. Em Tuyên là rất nhiều bưng tay mà toàn cây VIP thôi. Em Tuyên một những người chơi cây bonsai cũng dám vào, thật sự là chơi bonsai nó thật là cũng dám vào những cây kinh khủng đấy. Đấy, em Tuyên nhá, Tuyên Bùi ở Hà Nam quý vị ạ. Facebook Tuyên Bùi, Tuyên Bùi. Đây, tác phẩm rất đẹp. Đây là của anh Trần Ngô Thường Tín quý vị ạ. Ngô. Đây của anh Ngô Thường Tín, một cây si. Đúng ra video sai phải quay kỹ từng cây một, quay kỹ từng chi tiết. Nhưng mà thời gian nó cũng có hạn để video sai để chuẩn bị vào nhận cây tiếp đây. Vì giờ nó hơi ngớt mưa rồi quý vị ạ. Nó ngớt mưa rồi nên video có khả năng là phải xin phép đi lại một lượt của cái hàng này nữa nhá, cho quý vị ngắm một lượt cái hàng nữa cho quý vị ngắm này. Đây là mặt, một mặt này nữa của bạn là Thắng ở chợ chùa này. Đấy, cho mọi người ngắm lại một lượt này, nhìn ngắm hai mặt sẽ sướng hơn. Bỏ mặt bên này, bên này, mặt kia đã quay rồi đây các bạn nhá, ngắm từ từ nhá. Trời hơi tối quý vị ạ, thông cảm với chủ cây, thông cảm nhá, vì trời đã xuống tối rồi. À, các bạn với quý vị mà muốn ngắm kỹ hơn thì hãy dành một chút thời gian về với Ninh Bình. Những tác phẩm này đang có mặt tại trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình cạnh khách sạn The Zip, khai mạc từ ngày 30 tháng 4, kết thúc vào ngày 10 tháng 5 quý vị nhá. Đấy, kể từ ngày bày là vào 15 ngày quý vị ạ, kể từ ngày nhận là 15 ngày, còn trưng bày thì kết thúc trong 10 ngày. Trời mưa này thì rất tốt cho cây, nhưng mà anh em trong ban tổ chức thì với những người mang cây đến thì thật sự là vất vả, và vất vả quý vị ạ. Nhưng mà rất vui, quên hết cái mỏ nhằn nhằn. Anh em vừa làm vừa cười, vừa trêu nhau, có những lúc có tức bực, có cáu, nhưng mà xong lại cười quý vị ạ. Vì đam mê nó là như thế. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, các bạn và quý vị hãy đến với anh em Ninh Bình, câu lạc bộ Dục Thúy Sơn Ninh Bình vào ngày 30 tháng 4 các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.